Xin chào các anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Đã rất lâu rồi mình mới có dịp gặp lại mọi người trong một video về cờ quạt phải không nào? Mặc dù thời gian qua hơi bỏ bê hội anh em cờ thủ một chút, nhưng các bạn cũng thông cảm giúp mình là tất cả các đội hình từ tốt nhất đến nhân phẩm nhất đều đã được giới thiệu đầy đủ trên kênh rồi. Vậy nên sắp tới anh em chuẩn bị sẽ được chiêu đãi thêm một hằng hà sa số những giáo án mới đến từ phiên bản giữa mùa giải 4.5 với chủ đề lễ hội quái vật. Ở video trước, mình đã cùng với các bạn đi vào tìm hiểu sơ lược một số hệ tộc lẫn vài quân cờ được hé lộ trong trò chơi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những nhận định và có cả suy đoán của bản thân mình đến từ một hình ảnh được rò rỉ của Riot Games, kiểu như anh em nhìn vào cái hình này. Còn phải đoán già đoán non đây là con gì? Có phải là Alistar dạng người không đúng không nào? Nay một số thông tin từ trò chơi đã được đội ngũ phát triển công bố chính thức. Thế nên ngay bây giờ, hãy cùng Mai Anh đi vào tìm hiểu những thông tin đó là gì nhé. Cà phê Liên Minh, Cà phê Nhân Phẩm, Cà phê Tốc Chiến và Cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. À mà đừng quên ghé thăm kênh của mình, Mai Tài Official, để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. Đầu tiên, như đã thông báo video trước, một lượng lớn các quân cờ, những cái tên đã đồng hành của anh em ở nửa đầu mùa giải sẽ bị loại bỏ. Chi tiết các bạn có thể xem lại phần 1 trong đường link mình để phần mô tả. Nhìn chung, việc loại bỏ đi những nguyệt tộc, u hồn, bóng ma hay mê hoặc dẫu coi tiếc nuối nhưng cũng là điều cần thiết để dọn đường cho những cái tên khác xuất hiện dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cũng có một số quân cờ được tân trang lại theo kiểu bình mới rượu cũ, anh em cần biết qua ngay sau đây. Dyna chuyển về tộc linh hồn, giữ nguyên hệ sát thủ, các chỉ số mốc 4 sao biến mất. Tất nhiên rồi, vì nó có còn là nguyệt tộc nữa đâu. Tuy nhiên, các chỉ số về sát thương và số quả cầu cũng sẽ được tăng lên ở mốc 3 sao nhằm cân bằng sức mạnh so với Dyna cũ. Chi tiết mời anh em xem thông số hiển thị trên màn hình. Zed loại bỏ bóng ma, trở thành nhẫn giả và thêm hệ đồ tể. Giờ đây, việc nhảy ra sau mục tiêu sẽ trở thành kỹ năng bị động như một phần không thể thiếu của Zed khi vào trận. Nhưng mà không còn khả năng ẩn thân chi thuật của bóng ma nữa đâu. Zed sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn rất nhiều đấy anh em ạ. Morgana loại bỏ mê hoặc, giữ tộc khai sáng, thêm vào hệ hấp huyết, Siphoner. Khả năng hồi phục từ kỹ năng vùng đất chết của Morgana bị loại bỏ. Thay vào đấy, cô ta sẽ có thể giảm 40% sát thương vật lý của kẻ địch. Mặc dù bỏ đi việc hồi máu trên kỹ năng, tuy nhiên với hệ hấp huyết như đã giới thiệu ở video trước, Morgana giờ đây còn tởm lợm hơn khi không chỉ tự hồi máu cho các tướng cùng hệ mà còn có thể hồi cho cả các đồng minh trên bàn cờ. Sẽ là một quân cờ không thể thiếu nếu anh em chơi hệ hấp huyết đấy nhé. Ok, giờ đến với một số quân cờ mới nào. Trong video trước, mình đã giới thiệu qua cho anh em rồi. Tuy nhiên, phần lớn kỹ năng của những quân cờ này mới chỉ dừng ở mức dự đoán dựa trên cơ sở giá vàng cũng như lần xuất hiện của chúng ở những mùa giải trước, hay thậm chí là bỏ ngỏ vì nhìn vào hình chả biết nó là con gì. Còn lần này, sau khi đã có xác nhận từ Riot, mình sẽ thông tin lại một số quân có sự thay đổi để anh em nắm bắt được cụ thể hơn. Đầu tiên, quân cờ bí ẩn mới nhất của tộc thần tài, và đó chính là Darius. Giá 3 vàng, thần tài, đồ tể, kỹ năng máy chém Noxus. Darius bổ vào một mục tiêu, gây 500, 750, 1250 sát thương phép. Khi đang bổ, Darius trở nên không thể bị ngăn cản. Ngoài ra, nếu giết được mục tiêu, Darius ngay lập tức dùng chiêu này tiếp tục với 20% sát thương giảm thiểu. Khá giống với Darius mùa 3 nhưng bị nerf đi một chút phải không nào? Cùng với tộc đồ tể, Chinamir cũng là tướng mới xuất hiện và không như dự đoán ban đầu với kỹ năng từ chối tử thần trừ danh. Anh ta giờ đây hiền hơn một chút. Giá 4 vàng, thuộc, chiến tướng, đồ tể, song đấu, kỹ năng, chém xoáy. Chinamir xoáy kiếm lướt trên một đường thẳng có nhiều kẻ địch nhất, gây 100% sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch ảnh hưởng và sau đấy cường hóa 3 đòn đánh tiếp theo để gây thêm 75, 100, 200% sát thương. Tiếp tục là một số quân cờ có kỹ năng khác với những dự đoán ban đầu của mình này. Bren, giá 1 vàng, thuộc Long tộc, Pháp sư, kỹ năng, cột lửa. Sau một khoảng trễ ngắn, Bren thiêu dụi mặt đất dưới chân kẻ địch có tốc đánh cao nhất, gây 175, 275, 450 sát thương phép lên tất cả đơn vị gần bên. Mục tiêu ở tâm trấn sẽ bị làm choáng trong 1,5, 2, 3 giây. Tristana, giá 1 vàng, thuộc Long tộc, Thiện xạ, kỹ năng, súng liên thanh. Tristana kích hoạt tiềm năng của rồng, gia tăng 80, 100, 125% tốc đánh cho bản thân và gây thêm 20, 40, 60 sát thương phép trên đòn đánh trong 3 giây kế tiếp. Aurelion Soul, thực ra vẫn là chiêu cuối như mình đã giới thiệu nhưng có thêm một chút hiệu ứng phụ khá mạnh nữa đây. Giá 4 vàng,
thuộc Long Tục, Pháp Sư, kỹ năng sóng ánh sáng. Aurelion Soul khạc ra luồng sóng ánh sáng đến kẻ địch xa nhất trên bàn cờ, gây 350, 550, 1750 sát thương phép và đánh dấu tất cả kẻ địch ảnh hưởng trong 10 giây. Sau đấy, ở những cú khạc tiếp theo, Aurelion Soul sẽ kích nổ đánh dấu, gây thêm 50% sát thương bổ sung. Swain, giá 5 vàng, thuộc Long Tục, hấp huyết. Kỹ năng, khóa quỷ. Swain biến đổi thành dạng rồng trong 6 giây, tăng thêm 60, 75, 100% máu tối đa và gây 75, 150, 1000 sát thương phép mỗi giây lên các kẻ địch trong phạm vi bán kính 2,5, 2,5, 5 ô. Khi ở dạng rồng, cứ mỗi 2 giây, Swain sẽ khạc lửa theo hình nón trước mặt, gây 175, 350, 5000 sát thương phép, thiêu đốt kẻ địch dựa trên 25% máu tối đa của chúng thành sát thương chuẩn trong 10 giây, đồng thời giảm 50% hiệu lực hồi phục trong suốt thời gian này. Wow, quả là sức mạnh đáng kinh ngạc đến từ những quân cờ thuộc Long Hồn phải không nào? Nếu như ở giá 1 vàng, những quân cờ như Bran, Tristana đã tiềm ẩn nhiều sức mạnh khó chịu, thì Swain với cái giá 5 vàng thực sự là con quái vật ở cuối trận. Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ là vậy, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn khi chúng ra mắt ở máy chủ thử nghiệm trong thời gian tới. Anh em vẫn còn nhớ video lần trước mình có nói về bộ đôi Saya Rakan rồi phải không? Rakan thì vẫn là bộ kỹ năng cũ với khả năng khống chế đối phương, còn Saya thì đúng như dự đoán, sở hữu chiêu cuối cực mạnh là bão tố nổi dậy. Saya, giá 4 vàng, thuộc thần rừng, đao phủ, hộ pháp, kỹ năng bão tố nổi dậy. Saya nhảy lên không trung, trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu, không thể bị chỉ định và ném ra một dàn lông vũ gây 300, 325, 375% sát thương vật lý theo một hình nón trước mặt. Sau đó Saya thu lông lại, gây 100, 200, 400 sát thương phép mỗi lông vũ lên các kẻ địch trên đường bay. Anh em nghĩ sao về cô nàng này? Theo mình thì với kỹ năng như vậy, Saya tiềm ẩn khả năng trở thành chủ lực có thể thay đổi cục diện giao tranh. Điểm thú vị là cô ta có cả hệ hộ pháp, một hệ thiên nhiều về các quân cờ cận chiến có khả năng phòng thủ cho đồng minh. Liệu là thần rừng có thể đi cùng với các hộ pháp không? Câu trả lời sẽ được cà phê nhân phẩm tìm hiểu và đưa vào giáo án ở những video sắp tới nhé. Vài quân cờ thì mình đã dự đoán sai, thế nên anh em cho phép tôi đi lại bằng cách giới thiệu thông tin mới của nó ngay sau đây nhé. Nasus, 1 vàng, thuộc thánh thần, hấp huyết, kỹ năng, lão hóa. Nasus làm lão hóa kẻ địch có lượng phần trăm máu cao nhất, gây 400, 600, 1000 sát thương trong 5 giây và làm chậm tốc đánh cũng như tốc độ di chuyển của mục tiêu đi 50% trong suốt thời gian hiệu lực. Vladimir, 2 vàng, thuộc cuồng giáo, hấp huyết, kỹ năng, truyền máu. Vladimir gây 350, 500, 750 sát thương phép lên mục tiêu. Những đồng minh gần bên được hồi 40% máu dựa trên lượng sát thương gây ra. Tiếp tục đến với hệ mới, truyền thuyết nào. Ở video trước, mình đã dự đoán chính xác 3 cái tên thuộc hệ này là Nautilus, Nico cùng Cho'Gath. Tuy nhiên, hiệu ứng phụ của kỹ năng thì chưa thể đề cập cho anh em được. Nay đã có thông tin cụ thể rồi thì phải giới thiệu ngay cho nóng thôi. Nautilus, 2 vàng, thuộc truyền thuyết, tiên phong, kỹ năng, thủy lôi tầm nhiệt. Nautilus làm phun trào dòng nước dưới mặt đất của mục tiêu, hất chúng lên không, làm choáng trong 3, 4, 6 giây, đồng thời gây 300, 450, 1200 sát thương phép. Hiệu ứng phụ khi kích hoạt tộc truyền thuyết, Nautilus sẽ tăng cho bản thân một lớp lá chắn, giảm thiểu sát thương phải nhận đi 75% trong 5 giây. Nico, 3 vàng, thuộc truyền thuyết, bí ẩn, kỹ năng, pháo hạt. Nico ném một pháo hạt vào mục tiêu ngẫu nhiên, phát nổ, gây 150, 250, 500 sát thương phép trong 3 lần. Mỗi lần nổ, phạm vi sát thương sẽ rộng hơn. Hiệu ứng phụ khi kích hoạt tộc truyền thuyết. Lần nổ thứ 3 được cường hóa, gây 450, 750, 1500 sát thương phép. Cho'Gath, 4 vàng, thuộc truyền thuyết, đấu sĩ, kỹ năng, rạn nứt. Cho'Gath tạo ra địa chấn tại một khu vực rộng lớn, gây 200, 400, 1500 sát thương phép và hất tung kẻ địch ảnh hưởng trong 2, 2,5, 8 giây. Hiệu ứng phụ khi kích hoạt tộc truyền thuyết. Thay vì một khu vực, Cho'Gath sẽ hất tung toàn bộ kẻ địch trên bàn cờ. Khá là thú vị phải không anh em? Mặc dù kỹ năng của các quân cờ này cũng chẳng xa lạ gì với hội anh em cờ thủ, thế nhưng hiệu ứng phụ đi kèm khi kích hoạt được tộc, cụ thể là khi góp mặt cả 3 cái tên này trên bàn cờ thì lại rất thú vị. Đặc biệt là Cho'Gath với khả năng bá đạo hất tung toàn bộ bàn cờ. Hãy cứ tưởng tượng xem một con Cho'Gath 3 sao được kích hoạt truyền thuyết đưa toàn bộ kẻ địch lên trời trong 8 giây thì sẽ thế nào? Thì sẽ là top 1 trong tay bạn chứ còn gì nữa mà lăn tăn. Tiếp tục đến với một số quân cờ mới cũng thú vị không kém nữa nào anh em. Sivir, 3 vàng, cuồng giáo, thiện xạ, kỹ năng, săn đuổi.
Sivir khích lệ đồng minh, tăng cho họ và bản thân thêm 60, 75, 100% tốc đánh trong 5 giây. Bản thân Sivir cũng được tăng thêm 100, 200, 400 sát thương tay trong thời gian hiệu lực. Samira, 5 vàng. Liều lĩnh, thiện xạ, đồ tể. Kỹ năng, hỏa ngục liên xạ. Samira lướt tới và trở nên không thể bị ngăn cản, đồng thời giải phóng 4 viên đạn mỗi giây lên 3 kẻ địch trong phạm vi 2,5 ô cờ trong 2 giây. Tổng số đạn, 24. Trong thời gian hiệu lực, Samira được tăng 100% tỷ lệ né tránh. Tổng quan sơ lược về tộc liều lĩnh. Những kẻ liều lĩnh yêu thích cảm giác nghẹt thở của trận chiến, lướt đi sau mỗi cuộc tấn công khác nhau. Sau mỗi lần lướt, họ tăng thêm một lớp khiên có giá trị bằng 20% máu tối đa của bản thân và đòn đánh kế bắn ra 2 viên đạn, tăng điểm phong cách. Tại điểm phong cách tối đa, họ sẽ thi triển kỹ năng. Cấp độ điểm phong cách gia tăng theo cấp sao của tướng. Hơi khó hiểu chút nhỉ, nhưng hôm nay anh em có thể hiểu thế này. Samira sẽ không có mana mà dựa vào hệ thống kỹ năng kết hợp của mình. Mỗi lần lướt về mục tiêu mới sẽ tăng chỉ số kết hợp. Và một khi đạt đến cấp S, cô ấy sẽ tung ra một làn đạn cực mạnh, hạ gục bất cứ ai không may lọt vào tầm ngắm của Samira. Orn, 5 vàng, thần rừng, tiên phong, thợ rèn. Kỹ năng, hỏa dương hiệu triệu. Orn triệu hồi một linh hồn dê núi phía sau mục tiêu xa nhất và di chuyển về phía Orn, làm chậm tốc đánh của tất cả kẻ địch đi 50% trong 3 giây và gây 150, 250, 750 sát thương phép. Nếu dê đến được Orn, hắn ta sẽ húc đầu vào nó, chuyển hướng về phía mục tiêu xa nhất khác, làm choáng trong 1,5, 2, 15 giây và gây 150, 250, 750 sát thương phép. Tổng quan sơ lược về hệ thợ rèn. Sau khi tham gia chiến đấu, Orn bắt đầu chế tạo trang bị cổ vật. Cấp sao càng cao, Orn sẽ chế tạo vật phẩm mạnh mẽ này càng nhanh. Sau khi hoàn tất, vật phẩm sẽ xuất hiện và bạn có thể trang bị nó cho bất kỳ tướng đồng minh nào còn chống slot trang bị. Những cổ vật này là những trang bị độc đáo hoàn toàn mới và chỉ có thể nhận được từ Orn. Ok, như vậy là các quân cờ mới đã giới thiệu tạm xong. Còn cái tên nào mình chưa nói tới thì anh em có thể xem lại video phần 1 để biết thêm chi tiết nhé. Giờ thì cùng nghía qua một chút các trang bị sẽ được thêm vào ở phiên bản này nào. Bàn tay hỏa tiễn, cộng 15 mana, 25 giáp, 200 máu bổ sung. Chi tiết thành phần chưa rõ, tuy nhiên mình dự đoán nó sẽ có thành phần đến từ lam ngọc, hồng ngọc hoặc là cả giáp lụa. Vào thời điểm bắt đầu trận, chủ sở hữu sẽ kéo kẻ địch xa nhất vào phạm vi cận chiến, làm choáng chúng trong 1,5 giây. Đồng minh trong phạm vi cũng sẽ ưu tiên tấn công mục tiêu đấy. Kiếm Muramana, 20 sát thương tay, 20 tốc đánh, 15 mana. Chi tiết thành phần chưa rõ. Chức năng, sau khi chủ sở hữu dùng kỹ năng lần đầu tiên trong mỗi trận chiến, họ sẽ được hồi phục 100 mana. Tam hợp kiếm, tất cả đều là 3, bao gồm 33 sát thương tay, 33 tốc đánh, 33 sát thương kỹ năng, 33 mana, 33 giáp, 33 kháng phép, 333 máu. Kẻ thu thập, 40 sát thương tay, 20 tỷ lệ chí mạng. Chi tiết thành phần nhiều khả năng sẽ là từ kiếm BF và găng đấu tập. Chủ sở hữu ngay lập tức tiêu diệt kẻ địch khi máu của chúng xuống dưới 10%, hạ gục thành công tăng một lượng vàng. Nhìn sơ qua thì anh em có thể thấy bàn tay hỏa tiễn là trang bị cực mạnh và có khả năng ảnh hưởng đến meta nhất ở đấu trường chân lý 4.5. Với việc sở hữu chúng, quân cờ của chúng ta giờ đây đều là một phiên bản của Blitzcrank khi có thể kéo mục tiêu xa nhất về cho đồng minh đánh đập không thương tiếc. Liệu là những cái tên nào sẽ có thể mang trang bị bàn tay hỏa tiễn và phát huy nó một cách hiệu quả nhất? Câu trả lời này mình sẽ dành cho anh em cùng nhau suy nghĩ và thảo luận trong phần comment dưới video nhé. Cuối cùng là một số thay đổi về gameplay. Anh em lưu ý vì nó cũng khá là quan trọng đấy nhé. Ở mùa giải 4.5 với chủ đề lễ hội quái vật, Riot muốn tất cả người chơi đều xứng đáng nhận được những phần quà từ lễ hội. Vì vậy trong suốt quá trình chơi, tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội nhận được một thứ gọi là hộp quà may mắn. Và thông tin cụ thể của nó như sau. Hộp quà may mắn sẽ xuất hiện ở màn 2-1 hoặc màn 3-1, cũng có thể là 4-1. Nói chung là game thích cho lúc nào thì cho, không đòi hỏi nhé. Tất cả người chơi sẽ được nhận hộp quà tại cùng một thời điểm, cùng một giá trị như nhau trong một màn chơi. Bạn chơi trận khác thì hộp quà có thể khác, nhưng mà trong cùng một trận thì đồng nhất như nhau. Hộp quà may mắn càng xuất hiện trễ bao nhiêu thì phần quà bên trong càng giá trị bấy nhiêu. Vậy trong hộp quà may mắn này có thể chứa những gì? Sẽ có một số cái tên quen thuộc với anh em như là vàng, Nico trợ giúp, đồ thành phần, thậm chí cả giáp thiên nhiên, vân vân và mây mây. Tuy nhiên cũng có một vài món đồ mới trong lễ hội lần này, hãy cùng xem qua nhé. Cửa hàng đổi lại được hiểu như một dạng xúc sắc, cho phép bạn điều khiển cửa hàng mua tướng theo ý muốn một lần. Khi dùng nó lên một quân cờ trên bàn đấu,
cửa hàng của bạn sẽ được đổi lại một lần miễn phí, tức là không mất hai vàng tiêu hao như bình thường. Ngoài ra, điểm đáng giá của vật phẩm này là việc lần roll đặc biệt này sẽ chỉ bao gồm những tướng có cùng hệ tộc với quân cờ bạn chọn kích hoạt. Ví dụ như trên video, anh em có thể thấy khi dùng vật phẩm này vào Nautilus, quân cờ thuộc truyền thuyết, tiên phong, thì cửa hàng sẽ chỉ ra những quân cờ thuộc hệ và tộc này thôi, có thể bao gồm cả Nautilus trong đấy. Tất nhiên, lần roll miễn phí đặc biệt này sẽ vẫn tuân thủ những quy tắc thông thường của cửa hàng, bao gồm tỷ lệ phần trăm các cấp tướng theo cấp độ bạn đang có. Tuy nhiên, nó sẽ không roll ra được tướng tinh anh đâu nhá. Khốn thế, quê tôi đầy. Theo mình thì đây là một vật phẩm rất thú vị. Nó sẽ thay đổi cục diện trận đấu dựa trên thời điểm bạn dùng chúng, bởi nó cho phép anh em đào sâu vào cửa hàng một lần nữa để tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu cho quân cờ chủ chốt, để chúng lên 2 sao, thậm chí 3 sao, hoặc làm hoàn thiện đội hình với những hệ tộc liên quan với quân cờ bạn chọn. Vật phẩm thanh tẩy được hiển thị dưới dạng icon bom nảy của Ziggs. Dùng vật phẩm này lên một quân cờ có ít nhất một món đồ trên người và tất cả trang bị của tướng đấy đang giữ sẽ bật ra, trở về sân chờ của bạn. Có thể tạm hiểu như này: bạn chơi thần tài và build một con Darius phun đồ sớm để hy vọng anh ta bổ vào đầu đối phương mạnh mẽ hơn nhằm nâng cao tỷ lệ nổ hũ khi thắng. Tuy nhiên, về sau khi anh em muốn chuyển đồ cho một quân cờ cấp cao quan trọng hơn nhưng vẫn không muốn bán đi Darius vì nó vẫn khá khỏe, thì đây là thứ dành cho bạn. Thứ giúp lấy đồ từ một con tướng A bỏ sang một con tướng B, hay vài con nếu muốn mà không phải bán đi con tướng A. Đúng là rất tiện phải không nào? Vật phẩm tái tạo. Dùng vật phẩm này lên một quân cờ có ít nhất một món đồ trên người, tất cả món đồ của chúng sẽ bị tách ra, hợp thành những trang bị ngẫu nhiên khác có cùng cấp độ. Một trang bị mang nhiều tính may rủi cũng như nhân phẩm của người chơi đây. Mình nghĩ tính hữu dụng của nó không thực sự cao cho lắm. Với cơ bản, nó sẽ tái tạo các trang bị hiện có trên một quân cờ thành các món đồ khác. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể chắc chắn chúng có thực sự hữu ích hay không bởi việc tái tạo là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, hãy cứ thử xem, biết đâu lại cho anh em vài món đồ hay ho. Hình nhân thế mạng. Hoạt động tương tự lính cát của Azi. Hình nhân thế mạng sở hữu một lượng máu, cấp độ sao và nó hoạt động riêng biệt, tức là không tính vào giới hạn số quân cờ tối đa bạn đang có. Bạn có thể đặt nó ở bất kỳ đâu trên bàn cờ để nhận sát thương cũng như một số đòn tấn công từ kẻ địch. Đây là quân cờ có thể đem về cho anh em tính đột biến, khả năng câu kéo thời gian, từ đấy mang lại lợi thế giao tranh. Ngoài ra, lưu ý nhỏ này, không thể bán con hình nhân này để lấy vàng về đâu nhá. Ok, thế là tạm xong. Tất cả những thông tin mới nhất đã được mình chuyển đến anh em cờ quạt. Hy vọng nó sẽ là tư liệu hữu ích để các bạn chuẩn bị sẵn sàng hành trang cho nửa sau của mùa giải dễ dàng hơn. Dự kiến vào ngày mai, những nội dung này sẽ bắt đầu được chuyển lên máy chủ BBE và tất cả sẽ được hoàn thiện ở phiên bản 11.2. Thế nên đừng quên để lại một like, share vì nội dung hữu ích này, cũng như ấn subscribe kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những giáo án mới nóng hổi từ kênh sẽ được cập nhật trong thời gian tới nhé. Bây giờ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt anh em rồi. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại. Bye bye!